khi bạn tung ra một sản phẩm, lắng nghe thị trường thì lúc đó là lúc bắt đầu nghiên cứu sản phẩm thứ hai rồi. Và khi đang tung đỉnh cao cái sản phẩm kia, thì lúc đang đỉnh cao sản phẩm thứ nhất thì bạn đã phải tiếp tục là tung sản phẩm thứ hai để cúi đầu, để khi mà cái sản phẩm kia nó, sản phẩm thứ nhất nó thoái trào thì bạn đã đỉnh cao sản phẩm thứ hai. Chào mừng quý vị và các bạn đến với chương trình Câu chuyện kinh doanh trên kênh YouTube của Phạm Thành Long. Và ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng với luật sư diễn giả nhà huấn luyện doanh nghiệp Phạm Thành Long bàn về một chủ đề, đó chính là đo lường thị trường và tìm hiểu tâm lý của khách hàng. Lời đầu tiên xin cảm ơn luật sư Phạm Thành Long đã đến với chương trình này. Xin cảm ơn nhà báo Quốc Minh, xin chào khán giả của kênh YouTube Phạm Thành Long. Vâng, thưa luật sư Phạm Thành Long, trong rất nhiều cái chương trình của anh thì anh luôn nhắc nhớ tới các học viên của mình về cách đo lường thị trường. Vâng, thực tế mà nói thì khi một sản phẩm được tung ra, trước khi tung một sản phẩm ra cũng như là trước khi một cái doanh nghiệp đưa ra một cái ý tưởng, một idea nào đó thì người ta phải thăm dò thị trường rất kỹ, đúng không anh? Tôi cho rằng là như thế này, trong các hoạt động của marketing thì có một cái hoạt động marketing đầu tiên đó là chúng ta sẽ tham khảo ý kiến của thị trường cũng như là thăm dò cái nhu cầu của thị trường. Đây là cái công việc gần như là bắt buộc của bất kể một cái chiến lược tung sản phẩm mới nào ra thị trường, không thể không được. Bởi vì là nếu mà chúng ta không làm cái điều này thì tung ra có thể thành công là điều rất tốt, nhưng mà cái xác suất thất bại nó cũng rất đem đến rất là nhiều cái thiệt thòi cho doanh nghiệp, đến cái thiệt hại cho doanh nghiệp. Thế nên là đây chúng ta có thể thấy rằng là cái việc mà thăm dò thị trường là việc cần bắt buộc của bất kỳ chiến lược. Vâng, và tôi thấy rằng là thực tế trên thị trường hiện nay rất nhiều những cái doanh nghiệp đưa ra những cái sản phẩm mới, xong họ sẽ phải làm quảng cáo này, họ sẽ làm marketing rất là nhiều này, và có một điều mà họ thường nhận lại đó là sự e dè của khách hàng khi tiếp nhận sản phẩm đó. Vậy thì chúng ta có một cái giải pháp như thế nào để chúng ta có thể thuyết phục được khách hàng đối với một cái sản phẩm mới mà họ vừa tung ra như vậy? Vâng, tôi có một cái chương trình có tên gọi là Video Marketing trong 28 ngày. Để cho 28 ngày này là một con số để chúng ta có thể thấy rằng là có 28 cái bước khác nhau để chúng ta có thể là đưa một cái người từ thị trường lạnh, tức là không biết chúng ta, đến cái thị trường gọi là nóng, tức là yêu quý chúng ta và mong muốn cái sản phẩm của chúng ta. Thì tựu chung lại nó có mấy bước cơ bản là nếu đối với cái thị trường lạnh thì chúng ta phải chỉ cho họ thấy là họ có đang gặp phải những cái vấn đề gì. Tất nhiên là những cái vấn đề mà tí nữa đến ngày sau sản phẩm chúng ta sẽ được giải quyết nó. Thì trong cuộc sống có rất nhiều người họ không nhận ra đấy là vấn đề. Cho nên chúng ta phải thông qua cái chuỗi video đầu tiên là cho thị trường hiểu rằng đó là vấn đề. Ví dụ như chúng ta có thể thấy rằng là đối với một số cái phương pháp giáo dục, chúng ta thấy rằng là cái việc bắt con học thêm hiện nay cũng là vấn đề. Nhưng mà hầu hết cha mẹ lại không nhận ra rằng là việc học bắt con học thêm là vấn đề, mà lại có khi lại đang bắt con học thêm. Thế thì nếu mà chúng ta muốn có một cái chương trình đào tạo nào đó thì chúng ta chỉ có thấy rằng là cái việc cha mẹ dạy con cũng là vấn đề. Thực ra cái việc mà chúng ta thấy rằng là cha mẹ dạy con thì ai cũng nghĩ là đồng ý chứ. Tại sao lại cha mẹ là dạy con là vấn đề? Và nếu bạn có một cái chương trình để dạy cho cha mẹ thấy rằng là tự cha mẹ dạy con cái là có vấn đề. Vì sao ạ? Vì cha mẹ có được huấn luyện về kỹ năng sư phạm đâu mà đi dạy con. Đấy thì đấy cũng là một cái ví dụ như vậy. Chúng ta thấy rằng là chúng ta phải chỉ cho mọi người thấy các cái vấn đề. Hay là đơn giản nhất là ví dụ như là trong cái thói quen sinh hoạt thì chúng ta thấy rằng là cái nhà của chúng ta, thảm của chúng ta đấy, nó có vấn đề. Và chúng ta không biết mà chúng ta cứ để cái thảm trong nhà rất lâu mà chúng ta không có cái phương pháp nào đó để xử lý cái thảm, thì là thảm sẽ trở thành vấn đề. Những ngày đầu tiên thảm rất tốt, nhưng thảm dần dần sẽ trở thành vấn đề, nơi mà có những con bọ chét rất là nhỏ nằm trong đó. Thế đấy, chúng ta thấy rằng là cuộc sống chúng ta có rất nhiều thứ mà chúng ta có thể chỉ cho họ thấy có vấn đề. Trong giai đoạn 2 là chúng ta gọi là thị trường ấm, tức là khi họ đã nhận biết cái điều này rồi thì chúng ta sẽ chỉ cho họ thế là giải quyết các cái vấn đề đấy, hoặc các cái giải pháp khác nhau trên thế giới như nào, cuộc sống này là ta giải quyết nhau thế nào. Ví dụ như là cha mẹ mà đang dạy con cái thì giải pháp là gì? Thế để con nó tự chơi, nó cuộc sống nó tự vui vẻ. Hay là nhà bạn có cái tấm thảm thì giải pháp là gì? Có thể mang đi thay tấm thảm khác, hoặc là hấp nó, hoặc là sấy nó, hoặc là giặt nó, vân vân. Tất nhiên là bạn không thể tự làm được. Thì ở trong cái giai đoạn ấm này là chỉ ra những cái giải pháp cho cái doanh nghiệp họ thấy rằng là họ cần, cho khách hàng cần phải giải quyết các cái vấn đề này. Nhưng mà giải quyết như thế nào thì ở trong giai đoạn 3, tức là chúng ta muốn làm nóng lên, trong giai đoạn 3 các cái video, các cái chiến lược marketing chúng ta là chỉ cho họ thấy giải pháp của chúng ta là thế nào. Và trong cái giai đoạn mà chỉ ra các giải pháp chúng ta thế nào thì chỉ cho họ thấy là giải pháp của chúng ta hơn hẳn những cái giải pháp ở trong giai đoạn ấm như thế nào. Thì ở đây là thông qua những câu chuyện, ví dụ như là một cái khách hàng nào đó đã sử dụng cái sản phẩm của chúng ta, họ đã từng gặp phải cái vấn đề kia, họ đã từng đi tìm các giải pháp ai trên nhưng không có kết quả, cuối cùng họ tìm cái giải pháp của chúng ta nên có kết quả. Thì những cái câu chuyện thành công như vậy chúng ta có thể đưa vào trong giai đoạn marketing của đoạn 3 này. Cuối cùng chúng ta đến giai đoạn 4 là bán hàng, sau khi mà mọi người nhận được rằng là chúng ta có ích với họ. Thì đây là chính là đây là một chiến lược. Thì chúng ta có thể thấy rằng là chiến lược tung sản phẩm của các cái hãng trên thế giới đều như thế, trailer của bộ phim nó cũng ra như vậy, hay là một cái điện thoại cũng hé lộ này nọ nó mới ra là cái điện thoại, đúng rồi, hoặc là một cái xe ô tô mới thì nó chạy thử, vân vân. Tất cả những cái đoạn video đấy là một cái chiến lược marketing đầy đủ, chứ không phải là đó là ngẫu nhiên, đó không phải là hé lộ đâu, mà đó là marketing. Thì khi bạn ra mắt một sản phẩm như vậy thì cái chương trình video marketing 28 ngày của tôi
bộc lộ toàn bộ những cái chiến lược như vậy ở trong 28 ngày. Và nếu là 28 ngày bạn có thể giãn ra thành 56 ngày, giãn ra thành 90 ngày là tùy bạn, thì tùy thuộc. Nhưng mà 28 cái video như vậy là 28 cái chiến lược đi từ lạnh sang ấm sang nóng. Vâng, như vậy nó có những cái bước hết sức cụ thể và rõ ràng, đúng không ạ? Và tuy nhiên thì có một cái câu hỏi mà cũng rất muốn hỏi luật sư Phạm Thành Long là như thế này. Rất nhiều doanh nghiệp thì họ khi mới đầu thì họ thường kinh doanh một cái sản phẩm chủ lực, đúng không ạ? Họ nhằm vào sản phẩm chủ lực lấy, họ coi đó là con đẻ của họ. Họ chăm chút nó từng tí một, và bán được hàng thì họ rất vui, nhưng mà không bán được hàng thì đương nhiên họ rất buồn rồi. Thôi chúng ta cứ nhìn vào khía cạnh tích cực đi, là họ bán được hàng rất là vui. Nhưng rõ ràng trong cuộc sống thì cái sản phẩm đấy nó sẽ có một cái giai đoạn sống của nó. Và như vậy là họ phải tìm đến cái sản phẩm tiếp theo, chúng ta hay gọi là sản phẩm chuỗi. Vâng, vậy thì thưa anh, là cái thứ nhất là cái giá trị của sản phẩm chuỗi đấy nó có tác dụng như thế nào đối với sự phát triển của một cái doanh nghiệp. Cái điều thứ hai ý, là phải đến lúc mà sản phẩm chủ lực nó đuối đi thì mới tìm sản phẩm chuỗi, hay là người ta phải tìm ngay từ lúc đầu ạ? Vâng, ta gọi như thế này, là một cái sản phẩm nó đều có cái tôi gọi là cái vòng đời của sản phẩm. Và mỗi cái sản phẩm vòng đời như vậy thì nó sẽ chia thành bốn cái giai đoạn. Cái giai đoạn đầu tiên là bắt đầu tung ra sản phẩm. Khi bắt đầu tung ra sản phẩm thì thị trường, đúng như ta vừa chưa nói, là thị trường chưa sẵn sàng đón nhận. Chúng ta phải dồn rất là nhiều nỗ lực marketing cho nó, rất nhiều chi phí. Trong cái giai đoạn đầu tiên tung ra sản phẩm ra thì có thể là thậm chí là chúng ta phải lỗ. Và khi đã được cái sản phẩm đã được thị trường chấp nhận rồi và mọi người bắt đầu có nhu cầu nó rồi thì chúng ta chuyển sang giai đoạn 2 là giai đoạn tăng trưởng. Giai đoạn tăng trưởng này là mọi người bắt đầu ồ ạt và mua nó, chấp nhận nó, và chúng ta có một cái siêu lợi nhuận trong giai đoạn này. Do là cái sản phẩm được sản xuất số lượng nhiều cho nên là chúng ta cũng giảm chi phí được đầu vào. Do là mọi người đã quen sản phẩm cho nên chúng ta không cần phải marketing nhiều, nó vẫn được bán trên thị trường. Thì giai đoạn này là giai đoạn mà gặt hái nhiều thành công. Và sau khi giai đoạn gặt hái nhiều thành công thì rất nhiều đối thủ bắt đầu xông vào cái lĩnh vực này của chúng ta, đúng không ạ? Và họ cũng bắt đầu tung ra sản phẩm mới. Và khi họ tung ra sản phẩm mới thì cái sự cạnh tranh bắt đầu tăng lên. Thì chúng ta chuyển sang giai đoạn 3 là giai đoạn bắt đầu thoái trào. Tức là có rất nhiều nhà cung cấp mới tham gia vào thị trường, có rất nhiều hãng mới tham gia thị trường và sản phẩm chúng ta bắt đầu bị giảm xuống do sự cạnh tranh. Tuy nhiên thì lúc này chúng ta đã khấu hao được cái know-how của chúng ta rồi, khấu hao được cái gọi là tri thức rồi, cho nên là cái giá thành cũng giảm xuống. Và chúng ta bắt đầu giảm giá để cạnh tranh với những cái hãng mới ra. Và lúc này thì lợi nhuận bắt đầu rụt dần. Và sau đó chúng ta chuyển sang bước 4 là giai đoạn chết của sản phẩm. Và lúc đó thì chúng ta kết thúc cái vòng đời sản phẩm là 4 giai đoạn. Giai đoạn bắt đầu, giai đoạn tăng tốc, giai đoạn thoái trào và giai đoạn chết đi của sản phẩm. Thì 4 giai đoạn. Thì tùy thuộc vào sản phẩm, nó có thể kéo dài hay nó kéo ngắn, thì doanh nghiệp phải tính toán được cái tuổi, vòng đuổi của cái sản phẩm này. Thì tất nhiên là chúng ta sẽ có rất là nhiều các cái kỹ thuật khác nhau để cố gắng kéo dài cái tuổi thọ của nó ra, càng dài càng tốt. Nhưng mà với cuộc sống hiện nay thì cái công nghệ càng cao thì bao nhiêu thì đối thủ càng nhanh chóng học được bao nhiêu. Cho nên là những sản phẩm công nghệ lại chính là những sản phẩm mà có tốc độ thoái trào nhanh hơn rất nhiều. Thế thì chúng ta có thể thấy rằng những smartphone thì nó thường có tuổi và vòng tuổi khoảng 6 tháng, cho nên là nó ra mắt được khoảng 1 tháng, tăng tốc được khoảng 2 tháng, sau đó thì duy trì được khoảng 2 tháng và sau đó thì chết trong khoảng 1 tháng cuối. Như vậy thì chúng ta sẽ thấy rằng là rất nhiều doanh nghiệp là họ sẽ ra mắt những sản phẩm ở đây, chiến lược ở đây là sản phẩm cuối đầu. Khi bạn tung ra một sản phẩm, lắng nghe thị trường thì lúc đó là lúc bắt đầu nghiên cứu sản phẩm thứ hai rồi. Và khi đang tung đỉnh cao cái sản phẩm kia thì lúc đang đỉnh cao sản phẩm thứ nhất thì bạn đã phải tiếp tục là tung sản phẩm thứ hai để cuối đầu. Để khi mà cái sản phẩm kia nó, sản phẩm thứ nhất nó thoái trào thì bạn đã đỉnh cao sản phẩm thứ hai. Và như vậy thì chúng ta thấy rằng là khi đỉnh cao sản phẩm thứ hai thì lúc đó là lúc tung ra sản phẩm thứ ba, tức là giai đoạn chết của sản phẩm thứ nhất là giai đoạn tung của sản phẩm thứ ba. Còn giữa cái sản phẩm thứ nhất và sản phẩm thứ ba thì đỉnh cao sản phẩm thứ nhất là lúc mà chúng ta tung sản phẩm thứ hai. Và cứ như vậy, cho nên chúng ta sẽ thấy rằng là luôn luôn có hai cái sản phẩm ở gối đầu nó chạy nhau thế này, luôn luôn. Nhưng bây giờ nó là, nếu mà là sản phẩm loại trừ nhau tự tay giết mình ấy, thế thì cho nên chúng ta sẽ thấy là có hai cái sản phẩm nó lệch. Ví dụ ta thấy cái hãng điện thoại thì sẽ có một cái loại điện thoại nhỏ và một cái điện thoại to. Cái anh to này nó sẽ chạy lên cái thì giữa kỳ của anh to đang đỉnh cao thì nó ra mắt cái điện thoại nhỏ. Và sau đó nó đẩy cái điện thoại nhỏ lên thì lúc nó đỉnh cao cái điện thoại nhỏ thì cái điện thoại to lại bắt đầu thoái trào thì nó ra mắt cái điện thoại to thứ hai. Và cứ như vậy, gối đầu. Thì chúng ta thấy rằng là có thể là lúc mà cái dòng sản phẩm thứ hai nhất đang tốt này thì có thể là thế nó thoái trào rồi thì người ta lại chủ động ra mắt cái loại dòng sản phẩm thứ ba. Thì chúng ta sẽ thấy rằng là các cái sự thay đổi trong cuộc sống và cái liên tục như vậy. Thế chứ chúng ta có thể thấy ô tô cũng vậy. Có series 1, series 2, series 3, series 4, series 5, series 7 chẳng hạn. Ví dụ ta thấy như vậy thì cứ mỗi một năm nó có một version mới. Nhưng mà giữa các cái version ấy, thì 2 tháng lại ra một cái. Ví dụ như tháng 1 thì nó ra series này, tháng 2 nó ra series, tháng 3 nó ra series này. Như vậy có nhiều dòng sản phẩm để cùng duy trì cái năng lượng cho cả công ty. Cho nên là khi mà chúng ta nhìn thấy là cùng một sản phẩm thì nó có thể lên xuống ngay. Nhưng mà cả công ty thì lúc nào nó chạy ngang hoặc nó chạy lên, chứ nó không là dập dần nữa, càng nhiều sản phẩm. Như vậy thì cái chiến lược ra mắt sản phẩm đây là không phải là chờ thành cái thói trào mới ra mắt, mà là liên tục ra mắt sản phẩm. Những phân tích vừa rồi của anh đã làm tôi nhớ đến, hình như là đây là một cái bài học
rất cụ thể và sâu sắc của anh trong một cái chương trình gì đó, hình như là Eagle Camp đúng không ạ? Vâng, đây là một trong cái chương trình gọi là Eagle Camp, tung sản phẩm là một trong chiến lược trong Eagle Camp và Internet Power System. Chúng ta sẽ có được dự đoán được cái tuổi của sản phẩm để chúng ta chủ động ra mắt những sản phẩm. Vâng, thưa quý vị và các bạn, rõ ràng là vòng đời của một sản phẩm thì nó được định dạng rất rõ ràng trên thị trường cũng như là cái nhu cầu của người tiêu dùng. Sự chia sẻ của luật sư diễn giả Phạm Thành Long cũng một lần nữa nhắc nhớ lại cho tất cả các quý khán giả đang theo dõi kênh YouTube của Phạm Thành Long những điều cơ bản nhất để làm sao chúng ta luôn tự đổi mới sản phẩm của mình, luôn có những sản phẩm gối đầu để đáp ứng nhu cầu của thị trường, một nhu cầu luôn luôn cao và cao hơn nữa chứ không bao giờ ngang bằng hoặc thấp đi. Và cũng trong chương trình này, trong buổi nói chuyện này thì quý vị thấy rằng là cái giá trị của việc đo lường thị trường làm sao để khi chúng ta bắt đầu bước chân kinh doanh chúng ta gặt hái được những thành công ban đầu ngay. Vâng, xin cảm ơn luật sư Phạm Thành Long đã cùng chúng tôi trao đổi về trong câu chuyện kinh doanh ngày hôm nay. Đừng quên đăng ký, chia sẻ và xem tiếp những video của Phạm Thành Long trong câu chuyện kinh doanh. Vâng, xin chào khán giả kênh YouTube của Phạm Thành Long và hẹn gặp lại tiếp theo. Chúc mừng bạn đã xem hết video cùng với Phạm Thành Long. Để không bỏ lỡ những video tiếp theo, hãy bấm vào nút đăng ký hình tròn ở giữa màn hình hoặc có thể xem những video tiếp theo ở bên tay trái hoặc bên tay phải. Xin chào và hẹn gặp lại trong những video tiếp theo.